Toàn cảnh chiến sự Nga-Ukraine trưa nay ngày 23 tháng 9 Hé lộ vũ khí hủy diệt của Ukraine gián đoạn tàn khốc vào lãnh thổ Nga Máy bay Mỹ vừa cất cánh, tên lửa hạt nhân bất khả chiến bại Samad của Nga phát nổ ngay trong hầm chứa Cổ máy chiến tranh của ông Putin trúng đòn gián nặng chưa từng có từ Ukraine quân Nga đối mặt tê liệt toàn bộ chiến tuyến Ukraine báo tin vui từ mặt trận Kharkov của Nga từ thủ tiêu đơn vị của mình ở nhà máy tổng hợp Volchan trước khi rút. Ngoại trưởng Anh tuyên bố nóng, giờ là thời khắc dũng cảm để Ukraine phản công sâu vào Nga. Hãy rút quân ra khỏi Ukraine, người dân Nga và vùng Kurs kêu gọi ông Putin trong nước mắt. Tất cả sẽ có ngay sau đây. hé lộ vũ khí hủy diệt của Ukraine gián đoạn tàn khốc vào lãnh thổ Nga. Vâng, kính thưa quý vị, những cuộc tấn công tàn khốc của Ukraine nhằm vào các kho vũ khí quân sự ở vùng Tver và lãnh thổ Krasnodar có thể là kết quả hoạt động của máy bay không người lái đẩy tên lửa mới nhất của Ukraine, Palianitsia, mà Tổng thống Volodymyr Zelensky mới nói đến. Điều này được nêu trong bài viết của Forbes vào ngày 21 tháng 9 năm 2024. Forbes viết, Bốn ngày sau khi kho đạn khủng lồ của Nga bị nổ tung ở thị trấn Toropet, phía tây nước Nga, cách Ukraine 300 dặm, máy bay không người lái của Ukraine lại tấn công, thực hiện đợt tấn công thứ hai vào kho vũ khí Toropet vào sáng thứ Bảy, đồng thời gây ra một vụ nổ lớn ở Tikhoret ở miền nam nước Nga, chỉ cách tiền tuyến Ukraine 200 dặm. Theo các tác giả của tài liệu, ngày càng rõ ràng rằng máy bay không người lái tấn công mới nhất do Ukraine sản xuất Palianysia đã tham gia vào các cuộc đụng kích này. Bài báo viết, các cuộc không kích gần đây có sức đàn phá lớn hơn nhiều. Dường như cho thấy một loại máy bay không người lái có thể không bay xa, nhưng có sức đàn phá mạnh hơn và có sẵn với số lượng lớn hơn. Điều này có thể có nghĩa là tên lửa phản lực Palianysia mới của Ukraine, một tên lửa hành trình với tất cả các thông số, ngoài trừ tên gọi. Tuy nhiên, ấn phẩm nói rõ rằng vẫn chưa có xác nhận về điều này, các nhà phân tích so sánh Palianesia với tên lửa hành trình Neptune của Ukraine, lưu ý rằng chúng có kích thước, tốc độ và tầm bắn tương tự nhau. Sự khác biệt đáng kể giữa Neptune và Palianesia là động cơ, nếu tên lửa Neptune được trang bị động cơ phản lực cánh quạt đắt tiền thì Palianesia có động cơ rẻ hơn. Những cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng phòng vệ Ukraine vào các kho đạn của Nga cho thấy sự thay đổi trong chiến lược của Kiev, những cuộc tấn công sâu đang được thực hiện vào các mục tiêu chiến lược ở Liên bang Nga. Các nhà báo nhớ lại rằng, chính quyền Ukraine trong nhiều tháng đã yêu cầu các đối tác của họ cho phép tấn công các mục tiêu ở Liên bang Nga bằng vũ khí tầm xa của phương Tây, nhưng người Mỹ và người châu Âu vẫn chưa thực hiện bước đi này. Máy bay Mỹ vừa cất cánh, tên lửa hạt nhân bất khả chiến bại Samad của Nga phát nổ ngay trong hầm chứa Thưa quý vị, Nga dường như đang gặp những vấn đề lớn với dự án tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM RS-28 Samad. Đây đã là lần thử nghiệm thứ tư bị thất bại. Các chuyên gia Osin đã chú ý đến điều này sau khi nghiên cứu hình ảnh vệ tinh của bãi thử nghiệm gần đây gần sân bay vũ trụ Plesetsk, vùng Arkhangelsk của Liên bang Nga. Cụ thể, nhà bình luận Menik đã viết về sự thất bại của thử nghiệm trên tài khoản X của mình. Chuyên gia phát hiện sự tàn phá to lớn tại khu vực sân tập Plesetsk, nơi thử nghiệm tên lửa Samat của Nga, đánh giá qua đoàn phim, tên lửa thậm chí còn chưa có cánh. Menik viết, rõ ràng là các cuộc thử nghiệm RS-28 Samat đã kết thúc trong thất bại hoàn toàn. Tên lửa đã phát nổ trong hầm chứa, để lại một miệng hô lớn và phá hủy địa điểm thử nghiệm. Chuyên gia còn chú ý, khi có bốn xe cứu hỏa tại địa điểm thử nghiệm, có lẽ đang cố gắng dập tắt đám cháy rừng sau vụ nổ Samad. Ông nói rõ rằng vụ nổ tên lửa có thể xảy ra ngay cả khi bắt đầu các cuộc thử nghiệm trong quá trình tiếp nhiên liệu. Một bức ảnh về hậu quả của cuộc thử nghiệm không thành công gần đây đã được các nhà phân tích MT Anderson của Osin công bố. Các vệ tinh NOAA-20 và Suomi-NPP cũng ghi nhận được vụ cháy. Một máy bay trinh sát Boeing RC-135S Cobra Bowl của Mỹ đã bay từ căn cứ ở Alaska để quan sát các cuộc thử nghiệm Samad. Tuy nhiên, nó không ghi lại việc phóng. Do đó, theo chuyên gia, điều này có thể được giải thích là do vụ nổ không thể xảy ra trực tiếp trong quá trình phóng, mà chẳng hạn như trong quá trình nạp nhiên liệu. Kênh thông tin quân sự không trích dẫn nguồn tin lưu ý rằng tên lửa không được trang bị đầu đạn hạt nhân. Những cuộc thử nghiệm thành công đầu tiên và duy nhất của Samad diễn ra vào mùa xuân năm 2022. Kể từ đó, các nhà phát triển đã cố gắng lặp lại thành công thêm 4 lần nữa, nhưng mọi thứ đều kết thúc trong thất bại. Bất chấp những thất bại, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn thuyền xuyên khoe khoang về Samad, hứa rằng tên lửa này sắp được đưa vào sử dụng. Ông ta coi nó là một trong những thành phần quan trọng của kho vũ khí hạt nhân của Nga trong bài phát biểu trước Quốc hội Liên bang năm 2018. Putin thậm chí còn nói rằng tên lửa mới có khả năng vượt qua mọi hệ thống phòng thủ, tên lửa hiện có và tương lai khiến nó trở nên độc nhất trong phân khúc của mình. RS-28 Samad đang được phát triển để thay thế hệ thống tên lửa RS-20V Vô ép vô đa cũ, dự án này là một yếu tố quan trọng trong quá trình hiện đại hóa lực lượng hạt nhân của Nga. Được biết, khối lượng của tên lửa khoảng 200 tấn, khiến nó trở thành một trong những tên lửa đạn đạo nặng nhất thế giới. Chiều dài của nó hơn 30 m và đường kính khoảng 3 m Tầm bay được công bố là hơn 18.000 km. Người ta cho rằng tên lửa này có khả năng mang tới 10 đến 15 đầu đạn có thể nhằm mục tiêu độc lập. MIRV, mỗi đầu đạn có thể được trang bị điện tích hạt nhân với tổng công suất lên tới 50 megaton. cỗ máy chiến tranh của ông putin trúng đòn giáng nặng chưa từng có từ ukraine quân nga đối mặt tê liệt toàn bộ chiến tuyến Thưa quý vị, các quan chức tình báo Anh tin rằng việc Ukraine phá hủy kho vũ khí pháo binh lớn của lực lượng vũ trang Nga ở khu vực Tver sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của nhóm quân Nga ở Kursk. Tình báo Anh vừa công bố báo cáo về cuộc tấn công thành công của Ukraine vào kho vũ khí thứ 107 của Tổng cục Tên lửa và pháo binh chính của Bộ Quốc phòng Nga ở khu vực Tver. Các chuyên gia đi đến kết luận rằng hậu quả của cuộc tấn công này sẽ rất khó chịu đối với lực lượng vũ trang Nga ở khu vực Kursk. Báo cáo được công bố vào ngày 21 tháng 9 trên tài khoản tình báo chính thức của X. Cuộc tấn công được thực hiện vào đêm 18 tháng 9 bằng máy bay không người lái tấn công, mục tiêu là một trong những kho pháo lớn nhất của lực lượng vũ trang Nga nằm gần làng Toropet ở vùng Tver, cách biên giới Ukraine khoảng 500 km. Theo tình báo Anh, một số lượng lớn các loại đạn pháo khác nhau đã được cất giữ tại kho vũ khí. Đây là tên lửa, máy bay và bom KIB cung cấp tên lửa cho các sân bay gần đó. Có lý do để tin rằng đạn dược của Triều Tiên cũng được đặt ở đó. Tình báo Anh nhấn mạnh kho này đã được hiện đại hóa vào năm 2018 và là một trong những kho vũ khí chiến lược lớn nhất của Nga, cung cấp trực tiếp cho quân đội Nga ở Ukraine là một phần của hệ thống hậu cần quy mô lớn. Việc mất nó có thể sẽ cản trở đáng kể hoạt động của lực lượng mặt đất Nga, đặc biệt là ở khu vực Kurs. Theo truyền thông đưa tin, do cuộc tấn công của Ukraine, một đám cháy đã bùng phát trên diện tích khoảng 6 km vuông. Vào thời điểm phát nổ, các nhà địa chấn học ghi nhận trên đồng đất có cường độ 2,7 độ Richter. Ở đó đã nảy sinh một phản ứng dây chuyền do việc bảo quản đạn dược không đúng cách, theo đúng nghĩa đen là nằm ngoài trời. Vụ việc cũng trở thành một minh chứng khác cho thấy sự yếu kém của phòng không Nga. Ukraine báo tin vui từ mặt trận Kharkov của Nga từ thủ tiêu đơn vị của mình ở nhà máy tổng hợp Volchan trước khi rút. Thưa quý vị, nhà máy tổng hợp Volchan đã trở thành một vấn đề lớn đối với quân đội chiếm đóng của Nga. Một sĩ quan từ Lữ đoàn Rubes thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine Vladimir Cherniak, đã bình luận về các báo cáo xuất hiện một ngày trước đó rằng quân đội Nga đã bảo vệ các vị trí của mình tại nhà máy tổng hợp ở Volchan bằng hệ thống pháo nhiệt áp Sonstapak. Người quân nhân này nói trên sóng của Telaton rằng nhà máy tổng hợp đã trở thành một vấn đề lớn đối với kẻ thù và dự đoán sẽ có tin tốt từ khu vực này của mặt trận. dialog ua đưa tin có lẽ họ đã quyết định xoa dịu nỗi đau khổ của những người Nga đang bị chặn tại nhà máy. Người đối thoại nói, bình luận về thông tin, về cuộc tấn công của quân đội nga vào vị trí của họ sĩ quan này nói thêm rằng đây không phải là lần đầu tiên mà người nga nổ súng vào các vị trí của họ tại nhà máy tổng hợp ngày nay một số ít người chiếm đóng vẫn còn ở địa điểm này nhiều người trong số họ chưa sẵn sàng chiến đấu do sự cố hậu cần nga đang cố gắng cung cấp lương thực nước uống và đạn dược cho nhà máy bằng máy bay không người lái chenyak nói hiện tại đang có những trận chiến trên đường phố ở Volchan, có lẽ sẽ sớm có tin tốt bao gồm cả về nhà máy tổng hợp như dialog ua đã đưa tin trước đó tuần này các nhà phân tích của isw đã viết về các cuộc tấn công thành công của lực lượng vũ trang ukraine ở Volchan giúp giành lại quyền kiểm soát một số vị trí Ngoại trưởng Anh tuyên bố nóng, giờ là thời khắc dũng cảm để Ukraine phản công sâu vào Nga. Thưa quý vị, đã đến lúc cần phải có sự can đảm và lòng can đảm. Điều này đã được Ngoại trưởng Anh David Lammy tuyên bố tại Đảng Lao động ở Liverpool, theo The Guardian đưa tin vào ngày 22 tháng 9 năm 2024. Ông Lammy nói về việc đàm phán với Mỹ để cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow tấn công sâu vào lãnh thổ Liên bang Nga. Bộ trưởng Anh cho rằng những khó khăn thách thức của cuộc chiến ở Ukraine sẽ trở nên sâu sắc và gay gắt hơn, đặc biệt là cuối năm 2025, 2026 và xa hơn nữa. Ông Lemmy nói, vì vậy đây là thời điểm quan trọng đối với lòng can đảm, lòng dũng cảm, sự kiên nhẫn và khả năng phục hồi của các đồng minh đứng về phía Ukraine. Ngoại trưởng Anh cho biết Ukraine và các đồng minh phương Tây đang thảo luận về những điều cần thiết khác để giúp đỡ trên chiến trường. Ông Lemmy phát biểu, với tư cách là ngoại trưởng, tôi chắc chắn sẽ không bình luận về các chi tiết hoạt động, vì điều đó chỉ có thể giúp ích cho Putin. Ngoại trưởng Anh tuyên bố, nhưng hiện nay có một cuộc thảo luận giữa các thành viên của Liên minh về cách chúng tôi có thể hỗ trợ Ukraine đến mùa đông. Hãy rút quân ra khỏi Ukraine, người dân Nga và vùng Kursk kêu gọi ông Putin trong nước mắt. Thưa quý vị, một người phụ nữ Nga đến từ vùng Kursk gây xôn xao mạng xã hội khi thực hiện đoạn thông điệp video đầy cảm xúc gửi tới Tổng thống Nga Putin. Trong tuyên bố của mình, người phụ nữ bày tỏ sự không hài lòng với tình trạng giao tranh đang diễn ra và hậu quả của chúng đối với khu vực biên giới Nga. Sau khi lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu chiến dịch quân sự trên lãnh thổ vùng Kursk, người Nga cảm nhận được gánh nặng của cuộc chiến và hiểu được cảm xúc của người Ukraine. Nay yêu cầu chính quyền Nga rút quân khỏi Ukraine. Một đoạn video được kênh Telegram Ukraine 365 đăng tải vào ngày 22 tháng 9 năm 2024. Người phụ nữ đang khóc lóc, nói Vladimir Vladimirovich hãy rút quân khỏi Ukraine và họ sẽ để cho chúng tôi được yên. Căng thẳng ở các khu vực biên giới của Liên bang Nga đang gia tăng trong bối cảnh các hoạt động quân sự vì tiến hành chiến sự trên lãnh thổ Nga gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng của nước này, việc đốt nhà và phá hủy các tòa nhà liên tục được chiếu trên video sau vụ ném bom của quân đội nga lực lượng đang cố gắng để lực lượng vũ trang ukraine ra khỏi vùng kurs lời kêu gọi nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội gây ra nhiều tranh cãi ở nga một số người dùng mạng ủng hộ lòng dũng cảm của bà bày tỏ sự đồng tình rằng nga nên rời khỏi ukraine và đây là cách nhanh nhất để kết thúc chiến tranh những người khác khiển trách bà vì chỉ trích chính trị cho rằng những phát biểu như vậy có thể bị coi là là không yêu nước. Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv.com. Một lần nữa đội ngũ chúng tôi rất mong nhận được ủng hộ của quý vị khán thính giả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.